Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Đến nay em sẽ hướng dẫn các bác cách làm bài mồi thơm câu cá rô phi ở mùa đông và cá chép mùa đông, mà cá chép phải đặc biệt là anh em phải đi câu vào buổi đêm nhé. Chép mùa này ăn đêm cơ. Đây em sẽ hướng dẫn các bác làm bài mồi thơm nhé. Nguyên liệu chính là các bác đừng có làm bài mồi cầu kỳ làm cái gì nhá. Cá đã cắn thì cứ mùi thơm nhưng mà mùi tanh tanh là rô phi mới chép ăn rất là nghiện nhá. Đây bác này, cái này là cái loại cắm gà mà lại nhỏ ấy. Mới lại đây là cái bột, đây là cái loại bột đậm đặc mà cho lợn ăn các bạn, nó gọi là cắm cò ngày xưa đấy. Đấy, với cái bột này nó có vị mùi thơm này, tanh, nó chua chua, mà nó chua chua kiểu thơm ấy. Đấy, thì cái này em nội em đánh thử rất là hay. Cái này là cái nói tội là bác là nó hơi đắt, bởi cái bột này nó rất là nặng nhé, nó 20.000 một cân cơ, nhưng mà một cân nó được cảm thấy nó được rất là ít đấy. Thì có cái thể ta cái tiệm mà người ta bán đoàn gia súc nó có cái này đấy, ở cắm cò đấy, cắm cò ngày xưa đấy, và đánh thì cũng rất là hay. Các bác nhìn chưa đấy, thì cái này nhá các bác cứ lấy cái cắm gà là chủ đạo, còn cái này mùi nó thơm lắm. Thì mình hòa cái trộn nó đều đều, khoảng cái cắm gà khoảng 70, cái này khoảng 30% thôi. Cái này rất là tốn, mà cái mùi thì khi mình trộn mà mùi rất là thơm, nó không quá, nó quan trọng hóa cái tỷ lệ quá nhá. Mình cứ hòa làm sao mà khi mình ngửi mùi nó vẫn thơm được. Nhưng mà đây các bác cứ làm khoảng 70% cắm gà cho đỡ tốn, gần như cái này chỉ là phụ gia mệt đùa tạo cái độ dẻo cho mồi thôi. Đấy, hoặc các bác đổ nước vào pha. À, các bác nhìn chưa? Đó, cũng khoảng 70-80. Quan trọng là mình cứ nên cho dần nó thành quen ấy. Bác đổ nước pha cái mồi này thì rô phi ăn rất là nhạy. Chép thì câu đêm. Đó nha. Sau này các bác đợi khi nào mà cái mồi này của mình ấy, nó nở hết cái cắm gà ra nhá. Thì thơm lắm. Mùi thơm thơm chua chua. Đặc biệt là cái này nó có một cái ưu điểm nhất định, đó chính là nó không, mình bóp vào tay lúc về nó hết mùi ngay. Thỉnh thoảng em đi làm bận quá đấy, mùi chua nó hết rồi ấy, thì em sẽ đánh bằng cái loại này, bất định cá như thường. Tất nhiên là nó sẽ không thể nhẹ bằng mùi chua được, nhưng mà mùi chua nó có cái nhược điểm lớn nhất là mùi nó khó rửa tay đấy. Khi nó nở ra hết thế này nhanh nhá, mùi đã nở ra hết rồi thì anh em đã xem video bóp bột mì của em rồi đấy. Cái cho bột mì bóp là câu cô đơn ngay đấy, còn nếu câu lăng xê thì cần cho nợ bột mì ít thôi đấy. Để tí để em để cái link video em câu bằng cái bài mồi này dưới video, các bác vào xem tham khảo nhé. Mùa đánh rất là nhạy, rất là hay đấy. Quan trọng của anh em đi câu là nguyên liệu nó phải dễ kiếm này, trả tiền này, ai làm phải nhanh. Đã bắt đầu nó nở đây con này, mùa bắt đầu nở là cái cắm gà rất là hút nước, mình cho thêm tí nữa. Thì em có nhiều video hướng dẫn các bác làm về tỷ lệ mồi, để cách pha trộn mồi, thì các bác cũng biết cách thế nào để pha trộn mồi cho nó dẻo, để cho nó nhuyễn này đấy. Thì các bác vào xem làm sao để bóp vào đơn được này, lăng xê được này, đánh ổ thì không cần, đánh ổ thì cái này cứ thả luôn trực tiếp xuống ổ ngay. Em chuyên đánh ổ lục thì em cứ thả ổ luôn đấy. Các bác nhìn nhá, mồi bắt đầu dẻo này. Cái cắm gà này anh em mình cũng quan trọng nhé. Cái cắm gà này nó chỉ là một cái phụ gia nhất định, và phải có cắm gà này thì mình bóp nó mới không dính tay này, thứ hai là nó mới dẻo được mồi. Còn nếu mà mình cho bột mì vào nó là độ khó tan đấy. Cái này nó dẻo nhưng mà khi mình cho xuống nước ấy thì nó dễ tan, nhưng mà mình cho bột mì vào nó lại khó tan đấy. Thì đấy mới là cái hay của bầy mồi nhá. Các bác nhìn nở này, đấy nở rất là vàng đều, rất là thơm, mùi rất là thơm, người xa cũng thấy rồi. Tất nhiên nó không thể nồng nặc bằng mùi chua được, nhưng mà khi đánh mà cái này mà các bác đã thả xuống nước một lượng nhất định là cá lúc này nó bâu vào rồi, thì mình chỉ cần móc vào nữa quăng xuống là nó dính ngay đấy. Các bác nhìn nở đấy, mềm này. Nhưng mà cái cắm gà sự các bác nó hút nước rất là ác, mà nó nở rất nhiều, các bác nhìn nhá. Nếu mà cho thêm nước thì các bác pha nhiều sẽ quen tay đấy.
cứ tự mình làm, tự mình pha, pha nhiều sẽ quen tay và mình sẽ có là cái kinh nghiệm khi đi câu là mồi nó sẽ rất là chuẩn, cái bao mềm đấy. Như thế này nhá, nhờ cho thêm tí bột mì là đi câu đơn cả ngày được rồi. Nói chung là cái này nó là 20.000 một cân, nhưng mà nếu mình để mình pha như thế này thì mình câu đơn thôi ấy, thì cũng rất là lâu. Đấy, ví dụ như là khoảng câu liên tục thì chắc nó phải một tuần mới hết được. Tất nhiên là các bác không phải là móc lưỡi không, mà các bác còn xào ổ nó, xào ổ thì nó vô kể rồi, tùy mình xả nhiều hay xả ít thôi, đúng không? Đấy, thơm lắm. Rồi, chúc các bác thành công. Bài mồi này thì để em có để video đánh cái bài mồi ở bên dưới, các bác vào vào xem link video em câu bằng mồi này. Hôm nay em đi câu bằng mồi nục, bằng cần câu lục bác nhá. Nục nhưng mà đánh đầu cần. Đấy, các bác vào giờ đón xem nhá. Rồi, chúc các bác thành công. Chào và hẹn gặp lại.